và Nguyễn Hiên xin kính chào quý cô chú anh chị gần xa. Chào mừng quý cô chú anh chị trở lại kênh của Phường Mai nhà em ngày hôm nay nha. Thì hôm nay em xin được phép giao lưu với cả nhà mình một lô cúc hoàng huyết long không nhị nha quý cô chú anh chị. Đây là lô cúc hoàng huyết long không nhị của vườn em ha. Thì cây nào cũng có xử lý đế rễ hết cho quý cô chú anh chị mình luôn nè. Cái này thì em làm gần được 2 mùa rồi nha cả nhà. Hàng này là em đã con tàn rồi ha. Em đã xử lý tàn rồi, mình về mình chỉ việc mình lấy bo mình ghép và mình không cần đôn lại nha quý cô chú anh chị. Thì cây là em xử lý đế rễ rất là đa dạng luôn nè ha. Rễ quái nè, rễ thú nè. Rồi lò xo con ốc rất là nhiều, nói chung là đa dạng loại rễ nha quý cô chú anh chị. Thì đây là hàng cúc hoàng huyết long không nhị nha. Thì ở đây nó không có mặt hoa ha, nên là mặt hoa em sẽ để bên góc trái màn hình cho quý cô chú anh chị mình tham khảo nha. Đó, đế rễ rất là đẹp luôn ha. Và cái gốc của nó trung bình là tầm cỡ ngón út của em nha quý cô chú anh chị nè. Tầm cỡ ngón út của em ha, hoặc là to hơn ngón út của em một xíu. Có cây thì được cỡ ngón trỏ của em này không quý cô chú anh chị. Đó, thì cái hàng này là cái mặt hoa của nó là khoảng 35 cho tới 50 mấy cánh đó nha quý cô chú anh chị. Thì nó không có nhụy ha, nên gọi là hoàng huyết long không nhụy. Không nhụy nhưng mà hoa rất là xinh ha, dung tròn lên rất là đẹp luôn, rất là nhiều cánh. Và nó thường nó nở heo cụm nha, rất là đẹp luôn, tỷ lệ chùm cao ha. Thì cây cũng có chi tàn nè ha quý cô chú anh chị. Cái này là nó liền cốt rồi ha, thân thì uống sắn rất là đẹp luôn. Thì em sẽ đo chiều cao cho quý cô chú anh chị mình tham khảo nha. Chiều cao trung bình của lô này là tầm 2 cho tới 30 nha quý cô chú anh chị. Tầm 2 cho tới 30 ha. Tán ngang thì tầm khoảng 10 cho tới 20 nha. Nói chung tùy cây ha, tán ngang có cây tán ngang rất là to luôn, to hơn 20 luôn nè ha. Đây là lô cúc hoàng huyết long không nhị của vườn em. Thì lô này em giao lưu với giá là 60.000 một cây nha. Từ 3 cây em gửi hàng, 5 cây em bao ship và mua 10 em tặng 1 ha. Cúc hoàng huyết long không nhị nha quý cô chú anh chị. Cây này gần 2 mùa ha và đã con tàn. Mình về mình chỉ việc mình trồng thôi ha, mình không cần phải xử lý tàn nó lại đâu nha quý cô chú anh chị. Đó, đây là hoàng huyết long không nhị của vườn em ha. Cây nào cũng có xử lý đế rễ hết luôn. Cái này mình về mình lấy bo cũng rất là ok luôn nha quý cô chú anh chị. Và cái rễ thì xử lý rất là đa dạng, nên mình về mình có thể chơi kiểu bonsai mini được luôn nha cả nhà. Đó, đây là cúc hoàng huyết long không nhị của vườn em ha. Chi cành đều nè, to nè ha, rất là đẹp luôn. Và em xin giao lưu giống tiếp theo nha cả nhà. Tiếp theo là em giao lưu hàng cúc họ Hương nha quý cô chú anh chị. Đây là lô cúc họ Hương của vườn em ha. Thì em sẽ quay cận cảnh cho quý cô chú anh chị mình xem nè. Cây thì em có xử lý đế rễ hết luôn ha cả nhà. Đó, đây là cây em xử lý đế rễ hết nè. Cái này thì em ghép cũng gần được 2 mùa rồi ha. Dây mũ thì nó cũng mục rồi ha quý cô chú anh chị. Đó, đây là hàng cúc họ Hương của vườn em. Cây có xử lý đế rễ luôn. Gốc ghép thì tầm cỡ ngón út của em. Ngón út của em đổ lên nha cả nhà. Có cây nè, như cây này thì nó bằng cỡ ngón trỏ của em nè ha. Đó, đây là lô cúc họ Hương của vườn em. Cây em có xử lý đế rễ hết luôn nha cả nhà. Rễ quái, rễ hú rất là nhiều hình dạng luôn ha. Chi cành nè, đều nè ha cô chú anh chị. Chi cành xum xê luôn. Gốc rễ rất là đẹp luôn. Và thân thì cũng có uống sắn nè ha cô chú anh chị. Thân có uống sắn ha. Cái này thì mình có thể mua về mình lấy bo được nha cả nhà. Đó, mua về mình lấy bo mình ghép được ha. Thì cái hàng này em con tàn rồi nha quý cô chú anh chị. Thì đây là bo mới ha, mình mua về mình lấy mình ghép được liền luôn. Tán ngang của nó thì cũng rất là rộng ha, hơn 20 nè. Nói chung là tầm khoảng 10, 15, 20 tùy cây ha. 10, 15, 20 tùy cây cái phần tán ngang. Thì em sẽ đo cái chiều cao cho quý cô chú anh chị mình xem nè. Chiều cao trung bình là tầm 40 nha quý cô chú anh chị. Đó, trung bình là tầm 40 đổ lên hết luôn ha. Tại vì cái lô cúc họ Hương này nó cũng cao nè quý cô chú anh chị. Cao đều nhau à. Đó, đây là lô cúc họ Hương của vườn em. Thì ở Hương hoa từ 24 tới 36 cánh, có mùi thơm, tỷ lệ chùm cao. Và hoa nó rất là ít khi rụng từng cánh ha, đa phần nó sẽ rụng nguyên một hoa. Nói chung là cái hoa nó rụng thì nhìn cũng khá là sạch ha, không có bị lá chả rơi ha. Em có xử lý đế rễ hết cho mình luôn. Và thân uống sắn nè. Thì lô này em giao lưu với giá là 70.000 một cây ha. 70.000 một cây, từ 3 kem gửi hàng, 5 kem bảo ship và mua 10 em tặng 1 nha. Số điện thoại của em là 0973 658812. Địa chỉ vườn là tại ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha cả nhà.
Nó thì mặt hoa thì hôm nay thì nó không có nở ha, nên là em để bên góc trái cho cả nhà mình xem nha. Nó đây là cúc hồi hương của vườn em nè, cây có xử lý đế rễ, cái này thì quấn được 2-3 vòng nè ha, cây nào cũng có xử lý đế rễ luôn, gốc ghép là từ ngón út của em đổ lên nha. Cái này mình mua về mình lấy bo cũng rất là ok luôn nha cả nhà. Đó, đây là hàng cúc hồi hương của vườn em ha, có gốc thì nó to hơn ngón út của em luôn nha quý cô chú anh chị. Cây em uống sắn hết nè ha, thân xoắn lắc lượng luôn. Này mình về mình lấy bo rất là ok luôn nè ha. Từ 3 cây là em gửi nha quý cô chú anh chị. 3 cây em gửi ha, 5 cây em bao ship mua mùa em tặng 1. Số điện thoại là 0973 658812 và đó cũng là Zalo của em luôn nha. Đây là giống cúc thọ hương ha, 70.000 một cây nha cả nhà. Giống thứ 3 mà em sẽ giao lưu là hàng cúc hoa hồng thanh tú nha quý cô chú anh chị. Đây là lô cúc hoa hồng thanh tú xử lý đế của em ha. Nè, đế quái nè ha, đế bí nè ha, cuộn cuộn luôn, rất là đẹp luôn, rất là nhiều múi luôn nè ha quý cô chú anh chị. Nói chung là quái và bí thì rất là nhiều nè ha. Gốc thì trung bình là tầm cỡ to hơn ngón út của em nha quý cô chú anh chị. Nè, cái này nó to hơn ngón út của em luôn ha, tầm khoảng cỡ đầu ngón trỏ nè. Nhưng mình cứ lấy từ ngón út cho tới ngón trỏ nha, đa phần là bự hơn ngón trỏ là nhiều, có cây thì to bằng ngón cái luôn nè. Cái lô này thì em ghép vô cái phôi gốc nhớt rất là lực luôn nha cả nhà. Đó, đây là lô cúc hoa hồng thanh tú của vườn em. Thì cây thì em có dựng đọt hết luôn nè ha quý cô chú anh chị. Đó, em có dựng đọt hết luôn. Và rễ nè, rễ nó rất là đẹp luôn ha. Và cái cọng rễ nó cũng khá là to nha cả nhà, to bằng cỡ cây bút đó ha. Nè, cọng rễ nó nè, rất là đẹp luôn. Cọng rễ nó cũng tùy cây nữa ha, rễ to rễ nhỏ rất là nhiều kiểu luôn ha. Rễ quái nè, thành búi rất là đẹp luôn. Đây là lô cúc hoa hồng của em nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị mình thấy đẹp không? Thì đây nha, quá là đẹp luôn cả nhà ơi. Đó, thì cái giống này ưu điểm của giống này thứ nhất là cái đọt non nó màu đỏ huyết ha, nhưng cái này nó hơi già rồi nên nó còn hơi phân phớt ha, chứ cái lá non nó vừa ra nó đỏ huyết rất là đẹp. Và ưu điểm thứ hai của nó là nó nhảy tuột rất là nhanh và giống này rất là khỏe nha. Thì cái giống này nó nở hoa không cần biết là mình ghép bao lâu ha, nó rất là mau lên chồi và lên hoa ha. Nè, như cỡ này là nó bắt đầu nó cho hoa gió rồi nè ha. Đó, thì đây là mặt hoa của cây nha cả nhà. Thì cái này hoa gió ha, nhưng mà nếu như mà nó ra thêm một hai đợt nữa là cái hoa nó dung lên rất là đẹp luôn, từ 35 cho tới 45 cánh hơn nha cả nhà. Hoa là tỷ lệ chùm cũng rất là cao ha, mặt hoa rất là đẹp luôn. Thì khi mà mình chơi Tết chẳng hạn á, mình lặt á, thì cái cây nó sẽ ra lá non màu đỏ và hoa vàng nhưng rất là đẹp luôn. Cái màu đỏ của nó giữ được cũng khá là lâu luôn nha, cái màu đỏ của tược á. Thì lâu này nó cũng ra lai rai nè, rất là nhiều luôn. Nó tại vì cái giống này nó hay ra hoa lắm cả nhà. Lâu này rất là đẹp luôn ha, quá trời đẹp luôn quý cô chú anh chị mình tranh thủ nha. Lâu này em giao lưu với giá là 65.000 cây ha, 65.000 một cây, từ 3 kem gửi hàng, 5 kem bao ship và mua 10 em tặng 1. Thì cái lô này em ghép vô cái phôi gốc nhớt rất là lực luôn quý cô chú anh chị. Nó phôi gốc nhớt rất là lực luôn ha, nên là mình tranh thủ giúp nha. Mình có nhu cầu thì mình tranh thủ ha, em để cây đẹp cho cả nhà mình luôn. Phôi rất là đẹp luôn nha cả nhà, rất là đẹp, rất là lực luôn ha. Có gốc thì bằng cỡ ngón cái của em luôn quý cô chú anh chị. Từ ngón út, ngón trỏ, ngón cái ha, rất là đa dạng luôn. Rễ thì thành búi như thế này nè, rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Mình tranh thủ mình nhanh tay ha, em để giá tốt cho mình 65.000 cây ha. Thì em sẽ đo cái chiều cao trung bình cho cả nhà mình tham khảo nha. Chiều cao trung bình của lô này được tầm 25 cho tới 30 ha. Có cây thì hơn 30 luôn, mình cứ tính là 25 tới 30 đi nha. Đây là lô cúc hoa hồng thanh tú của vườn em ha. Rồi, giống thứ tư mà em sẽ giao lưu là hàng siêu bông Sài Gòn nha quý cô chú anh chị. Đây là lô siêu bông Sài Gòn của vườn em ha. Đó, cây em có xử lý đế rễ hết cho mình luôn nè. Đó, cây rất là khỏe, rất là đẹp luôn. Gốc ghép thì trung bình là tầm cỡ ngón út của em đổ lên nha quý cô chú anh chị. Có cây thì to hơn ngón út này ha. Nè, bo thì giờ mình về mình lấy mình ghép được rồi nha cả nhà. Đó, đây là hàng siêu bông Sài Gòn ha. Siêu bông Sài Gòn mặt hoa thì em chưa có đây, nên là em để bên góc trái màn hình cho quý cô chú anh chị nha. Cái lô này nó chưa ra hoa gió trên cây cho cả nhà mình xem ha. Nó mặt hoa nên là em sẽ để bên góc trái. Hoa nó rất là to luôn nha cả nhà, trung bình là tầm khoảng 5 cho tới 7,5 xăng. Đó là cái kích thước trung bình của một cái hoa ha. Đây là siêu bông Sài Gòn của vườn em nha. À, cái này mình về mình lấy được khá khá bo luôn quý cô chú anh chị. Lấy được khá khá bo luôn ha.
Thì lô này em giao lưu với giá 120.000 một cây nha quý cô chú anh chị, siêu bông Sài Gòn ha, cỡ lớn. Chiều cao trung bình của nó là tầm khoảng 3 tấc đổ lên hết nha quý cô chú anh chị. Trung bình là tầm 3 tấc đổ lên hết. Nè, lấy được cũng khá bo luôn nha cả nhà. Đây là lô siêu bông Sài Gòn của vườn em ha. Đó, chi tàn đều nè, mình lấy được khá bo luôn. 120.000 một cây ha. Thì đối với dòng siêu bông Sài Gòn này là từ 2 cây em gửi hàng ha, 5 cây em bao ship mua 10 em tặng 1. Đơn của mình chỉ còn có siêu bông Sài Gòn thì từ 2 cây là em gửi, còn không có thì từ 3 cây em gửi nha cả nhà. Tiếp theo thì em xin giao lưu đến hàng cúc phượng Thanh Tân nha quý cô chú anh chị. Đây là cúc phượng Thanh Tân của vườn em ha. Thì cái giống này đặc trưng là lá nó hơi xăng xăng như thế này, không phải nó bị bệnh cũng không phải là héo luôn nha cả nhà. Nè, thì cái nụ kim của nó thường là cái kiểu dáng của nút nụ cúc phượng nó thường là sẽ như vậy ha quý cô chú anh chị. Và khi nó sẽ nở thành chuỗi ha. Em có để bên góc trái màn hình cho cả nhà mình xem. Đây là lô cúc phượng Thanh Tân của vườn em. Gốc trung bình là tầm cỡ ngón út của em đổ lên nha cả nhà. Ngón út cho tới ngón trỏ ha. Cái này thì mình mua về mình sưu tầm giống, mình lấy bo rất là ok luôn nha quý cô chú anh chị. Mặt hoa thì cũng từ 30 mấy cho tới 40 mấy cánh ha. Em để bên góc trái cho cả nhà mình xem. Khi mà cái dòng này nó nở ha, thì nó sẽ nở thành chuỗi và nó sẽ rủ hoặc là nó chỉ lên rất là đẹp luôn nha cả nhà. Thì mặt hoa đó là vườn em chụp luôn nha quý cô chú anh chị. À, lô này thì nó cao trung bình là tầm khoảng chắc hơn 2 tấc á. Đúng rồi, em chưa dựng đọt nha cả nhà. Thì cái dòng này rất là đẹp luôn, hoa rất là đẹp luôn. Cái này mình về mình lấy cũng được khá bo nha quý cô chú anh chị, cũng tùy cây ha, lấy được khá bo luôn. Thì Zalo của em là 0973658812. Thì quý cô chú anh chị nào mình có nhu cầu xem nhiều mặt hoa hơn thì có thể liên hệ với em nha. Đó, chi cành nó dài như thế này nè, mình về mình lấy bo rất là ok luôn. Thì cái dòng này em giao lưu với giá là 65.000 một cây ha, 65.000 một cây. Từ 3 cây là em gửi hàng, 5 cây em bao ship mua 10 em tặng 1 nha. Cúc phượng Thanh Tân nha quý cô chú anh chị. Em xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều vì đã xem hết video của em ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video lần sau nha. Kính mong quý cô chú anh chị yêu thương và ủng hộ cho vườn của em. Mình cần giống nào thì cứ liên hệ với em nha cả nhà.